Ê, thử làm người mới từ Free Fire qua chơi Liên Quân rồi lao đầu vào trụ hết trụ này đến trụ kia. Úi giời ơi, bố khỉ. Lao đầu hết trụ này đến trụ kia thì nó hết game rồi, ai xem nữa hả bạn ơi. Úi giời ơi. Rồi ok, để gọi là vô chỉnh lại ý tưởng này một xíu nha. Ok, ngày này quất tôi anh em ơi. Cũng là một ý tưởng rất chi là cắm lọ. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quay. Ê, tôi thích bài này, tôi thích bài này. Ngó lên trời, trời cao. Cao, 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 cao. Đổi bài. Ồ, hai cái ông này suốt ngày bảo người ta đổi bài thôi. Rồi vãi cả lon lờ. Hút bột mì à? Vâng, em đang bị vã bột mì đấy các anh ơi. Điều ok hôm nay xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Cười được ạ, cười được thì cười đi bạn ơi. Đó thì hôm nay mình gọi là làm theo cái ý tưởng của một thanh niên rất chi là khắm lọ. Nhưng mà bạn comment dài dòng quá mà bảo láo hết chỗ này đến chỗ What khác the hell? Rồi bạn ơi. Rồi, lút xuống chỗ nào vậy anh em? Đấy thì ok anh em ơi. Hôm nay mình sẽ làm theo cái ý tưởng khắm lọ của các bạn. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ biến tấu đi một chút nha. Mình sẽ giả làm người từ Free Fire sang anh em ạ. Nó lại gắt ngay. Ơi, trong quần này, bãi này. Hỏi lút súng ở đâu lại bảo lút trong quần này. Chết em rồi. Lút trong quần tao 30cm. Úi dồi ôi, mấy ông này. Rồi lại gặp mấy thánh mựa rồi anh em ơi. Úi dồi ơi, ngu người ạ. Ê, ra cho mình lút đi. Ra cho mình lút với nào. Trời ơi, này thì lút trong quần. Được. Để mình giết bọn nó, mình lấy lút súng trong quần luôn anh em ạ. Rồi, ôi, ôi, bạn là định làm gì ấy? Bạn định làm gì ấy? Giết luôn. Anh em đâu? Anh dạo dưới chi mà giết người. Anh em xin lại chén cơm đầu thuộc về mình rồi. Xin nhá, ngon thế. Ngon, ngọt, ngọt, ngọt. Phê quá anh em ơi. Gì đó, hôm nay mình lại phải gọi là giả. Giả ngu, giả ngáo, ngáo bột mì. Gì ấy? Mình con gái không có súng bạ. Thế thì bán trong quần. Trời ạ, trong quần có gì để mình lút nào. Mà trong quần con gái có gì đấy anh em. Thôi ok, không linh tinh liên tiên. Giết người tiếp anh em ơi. Mày chạy đi đâu con sâu này, chết cái mày. Trời ơi, cả mày nữa, đứng lại, đứng hết lại. Chạy đi đâu con sâu này. Úi dồi, chạy nhanh đấy. Hết cho mày là tao hết mana nhá. Thôi biến về cho nó lành. Trời ơi, đi mãi không thấy súng. Đi mãi không thấy súng để lút anh em ạ. Cái điều mình nói này nhiều anh em Liên Quân cũng chả biết lút nó là cái con khỉ gì đâu. Nên thế nó mới khám lọ chứ. Vậy tính thì tìm chỗ nào đã. Vậy tính tìm chỗ nào nhỉ? Bây giờ chơi cả tính nữa anh em ạ. Thế nó mới gắt rồi. Trời ơi, gặp team bên kia cũng lầy, team bên mình cũng lợi. Quất hết anh em ơi. Xính ở đây gọi là kinh công. Bạn xính ở đây gọi là kinh công luôn ạ. Ê, game này hay nhỉ. Xính hay gọi là kinh công. Rồi 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 rồi. Mày chạy đi đâu con sâu này. Đứng lại. Khổ lắm cơ. Mày trâu thì bắn lâu cũng chết mà thôi. Chết đi đồ con bò. Rồi ok ok ok. Nó lại bá rồi anh em ơi. Bà không hài rồi. Rồi ơi, phải đi vai sang đi lút đồ mà lút như thế này là được phết rồi chứ anh em nhỉ. Mày lại đi cà kiệu rồi vãi đái, lại đi cà kiệu rồi mới sợ chứ giết luôn. Ôi giời ơi, sao cứ lao vào mồm với mình ăn đấy em xin nhá. Em bạn cho tèo lát lút súng kìa. Kinh nhảy để là gắm qua đây rồi. Nhảy trên xác địch có phải là một tội ác không anh em? Đấy, sao xác không lút được. Ôi, biến mất luôn cái xác rồi. Chuyên mục ngá bột mì của Joe Game bắt đầu ạ. Trời ơi. Thôi, các anh cứ đánh đi, em lên đây phạm tí đây. Trời ơi. Cái gì đâu anh em ơi. Gì vậy, tao cười tao ỉa. Vãi đái ạ.
Ok, thì anh em xem cái ý tưởng này của mọi người nó hay thì nhớ để lại cho mình và những bạn đồng ý tưởng một like nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Một xem nữa càng tốt. Mày là mày ỉa dằn mặt tem mày à? Bái đái ạ. Mày ỉa dằn mặt tem mày à? Mấy cái ỉa dằn mặt tem anh em ạ. Bái cứt thật. Ê ê ê. Tí nữa thì đang thao thao bất tuyệt. Tí nữa bị nó giết mày chết đi mày. Hay thưởng cho tụi nó what the hell man. Mày gặp tem bạn nó còn hài hước hơn cả mình nữa. Mấy cả mày ỉa dằn mặt. Ỉa dằn mặt hay là thưởng cho tụi nó mới sợ chứ. Bố khỉ. Quét cả người thôi. Rồi nhưng mà mình cái gì thì vẫn không thể thay đổi cái độ bá của mình trong cái game này. Bây giờ rồi. Đêm hôm gặp thằng ngáo bột mì hay vờ lờ vãi đái. Đang cố làm clip cho anh em xem. Trời ơi. Vui mà crazy. Bây giờ ơi chả vui thì không cả. Trong một trận đấu có những đứa nó gọi là phê tỏi như mình thì chả gọi là vui thì gì. Trời ơi. Ê, nãy vẫn nhảy dù mà, trời ơi, thế tụi nó phê. Nhà bạn có ngáo à? Đây, mình là ngáo đây. Anh giết người rồi, ngáo thật rồi. Bắn trượt thế là ngáo hết rồi anh em ơi. Anh giết nó đi. Ơ, mẹ hàng trên này nữa. Ui, ăn con nào đây? Zuka đâu? Zuka chạy tiếp đường dưới rồi. Mình chặn đầu Zuka nha bạn, trên này đông lắm. Trên này đông lắm, không chơi, không chơi, không chơi. Chặn đầu Zuka này, giết. Rồi, em xin. Đi đâu mà vậy mà bằng mà bắp bay đâm mà quảng vai dây chết đi rồi đấy ơi hàng thơm ui rồi ba con ba đứa liền ui hàng về anh em ơi dạo dưới chi chạy đi mày chạy đi đâu mà mày con sâu này chết đi mày cả mày nữa đứng hết lại ui sao mình trâu thế không chơi không chơi không chơi với thằng mấy thằng da bò da mặt dày hơn da đít đúng rồi lại được mạng rồi em xin nhá. À, thế thì đằng kia mày đứng lại. Mày không có AD chống lưng thì mày đứng lại. Ê ơi, làm gì đây anh? Anh hai ơi, em xin nha. Rồi rồi. Bố khỉ, ông chạy được rồi, ông lại còn dùng tin quay ngược lại ạ. À. Thế thì mình lại xin thôi. Rồi, ngon. Thằng áo đánh được phết vãi đái ạ. À. Mày làm gì đấy Ly ạ? À. Vâng. Bên kia có một bạn nữ tên là Ly. Ok. Cảm tử à. Bạn Ly này là bạn ấy chơi con thên rồi. Chắc chắn anh em ạ. Thôi đợi ăn thính anh em ạ. Bây giờ là phải ăn thính à. Canh thính đi anh em. Thính là kinh công sợ chứ. Gặp được tem nó lầy lội hết sức rồi. Úi giời. Thôi rồi, giết em địch thế đi ai chơi. Thằng kia đi lên đâm đầu vào đầu mình. Đâm đầu vào cái trước mặt mình không ăn lại bảo ngu. Thôi thế thì mình lại xin. Rồi anh em ơi xuống ăn thính nào. Trời ơi ăn thính anh em ơi. Ăn thính ăn thính. Sao thính trong này mà không thấy ai đi lụm thính đấy anh em. Thính ngon mà không ai ăn nhặt lại. Ôi nó nhỏ bọn nó nghe thấy. Trời ơi trời bắn đi bị lừa rồi. Đang định xuống ăn thính anh em ạ. Ui giời ơi, ngu người. Ui giời, em nhầm, tốc biến nhầm nhá. Không ai nhìn thấy gì hết nhá. Các bạn không nhìn thấy gì phải không? Đúng rồi. Ui giời ơi, đù chết nghe răng chó rồ rồi. Á điều. Thôi lùi đi anh em, chưa ăn thính cứ đánh nhau. Ui giời ơi. Này, tem bạn đỡ sao được. Từ từ thôi, cho coi nó như. Làm gì mà căng thế. Đi đâu. Ui giời ơi, trời. À, thằng Na đẩy lén nhá, thằng Na đẩy lén nhá. Ê, thính nè anh em. Mình phải đuổi cổ, tống cổ thằng Na về xong mình lên mình ăn thính nha anh em ơi. Úi giời, giết mày luôn, chết mày luôn. Đúng người ạ. Ta đều ơi, tập bình thính nè, vãi đái. Tập bình thính nè, mày sợ chứ. Cười ỉa luôn ạ. Cả tem mình với tem bạn đều thấy nó có cái gì đó nó giải trí cực mạnh em ơi. Rồi bây giờ để ăn thính nhá. Ăn thính. Ăn nhiều mất công ế. Vãi đái ạ. Ăn nhiều mất công ế. Ế nhiều thì vẫn phải ăn thôi. Ăn nhiều ế nhiều. Cái gì đâu mà căng. Rồi phê. Rồi từ từ thôi. Đi đâu mà với mà bằng. Mà bắp bay đá mà còn phải vậy. Đó thì mình ăn được cái con bùa này rồi. Có nên thả không anh em? Anh em nghĩ là mình có nên thả không? Thả
không biết thả để giống thằng không biết chơi nhở anh em nhở. Trời ơi, nó lại về. Rồi, gì đâu, ui, hai thằng này. Rồi, úp kia, chiến thuật rùi bâu đông cướp đi em ơi. Chạy đi đâu sau này, chết đi mày. Mày à bưởi, ui, vẫn chạy được em ơi. Tao nghỉ đi ở nốt bãi đái stream ấy. VC vợ chồng tương tàn. Tương gì nó chạy mất rồi kìa, bà nội, tương mới chả tàn. Thôi thả con rồng ra đây anh em ạ, để lấy ba cái trụ siêu cấp luôn cho nó gắt. Vợ của thỏ là bướm à, vãi cả đái ạ. Slim chết đi mày. Ui ô tem nó có cả du cả, bây giờ mình mới biết luôn. Ngu hết cả người thôi. Chơi led không thỏ vãi đái. Chơi led không thỏ mới sợ chứ. Ngu hết cả người thôi. Chơi led không thỏ. Bây giờ thì ai gay không? Nó lại hợp lý ngay. Rồi, nổ trụ. Ok, thì anh em xem thì ai nhớ để cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Và đừng quên bấm chuông đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Joe Game nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye. Để là cắm vào đây.